dưới 100 triệu thì mua xe gì cho tốt, đi tốt, dùng bền? Xin chào tất cả quý vị và các bạn, và tôi là Đạt Xe Tải. Ngày hôm nay tôi lại về, và đặc biệt rất lâu rồi tôi mới về một cái dòng xe mà dường như chỉ dưới 100 triệu. Giá chính xác của em nó trong clip này là 95 triệu mà bạn vẫn còn được tặng thêm rất là nhiều khuyến mãi tại Xế Đẹp 88 khi đến trực tiếp tại địa chỉ trụ sở 1 của Xế Đẹp 88 là Giang Khánh, Giang Tiên, Phú Lương, Thái Nguyên. Và không chần chừ gì nữa, chúng ta đi chi tiết vào chiếc xe này. Có điều gì đặc biệt mà rất là nhiều chiếc xe Vinasuki tôi cũng đã về rất là nhiều rồi, nhưng tại sao tôi đánh giá cao chiếc xe này đến vậy? Chúng ta cùng đi vào chi tiết bạn nhé. Thì điều đầu tiên thì một chút thông tin chi tiết về chiếc xe này là một cái dòng xe 5 tạ, tải trọng là 540 kg. Và đây là một chiếc xe mà dường như là chính tên chính chủ, và tôi vừa mới đổi. Nghĩa là bác ấy chở ngựa và bác ấy cần một chiếc xe Kia K165 2.4 và cũng ở gần nhà tôi thôi, cách khoảng một cây, thì bác ấy đổi, tôi cũng làm thủ tục sang tên cho bác ấy rồi, và bác để lại chiếc xe này cho tôi. Và đây là một chiếc xe bác ấy đầu tư khá là nhiều. Tuy là một chiếc xe 5 tạ Vinasuki nhá, đời 2012, nhưng đã đầu tư một dàn điều hòa gần chục triệu đồng. Đây, dàn nóng thì bác ấy để ở dưới phần này, thiết kế khá là đẹp rồi. Đấy, đây này, bạn có thể thấy này. Đấy, một chiếc xe mà dường như là chủ đầu tư không thiếu một cái gì. Điều hòa chỉ là một phần thôi, điều hòa chỉ là một phần thôi bạn nhé. Chút nữa chúng ta sẽ thử điều hòa. Còn đây nữa, tất cả bạn có thể thấy này, bạt mới này, bạt mới được chưa ạ, tôn thành thùng này, inox. Và điều đặc biệt hơn nữa, lót sàn cũng inox luôn, lót sàn cũng inox. Và đây, tất cả những cái chốt này, bạn để ý này, và chúng ta không cần phải làm thêm một điều gì nữa nhá. Chốt này, mở cửa này, đó, kéo lên này, rất là nhẹ nhàng. Tất cả lót sàn inox hết. Và bạn về, bạn có thể chở hoa quả, chở trâu, à không, chở khoảng mấy con bê thôi, hoặc là mấy con ngựa, 5 con ngựa, thoải mái. Đấy, cái dòng xe này 540 kg, bạn có thể cõng được khoảng đâu đó hơn 1 tấn, thoải mái nhá. Đấy, một chiếc xe này, bạn có thể để ý phần thùng này, phần thùng này, phần thùng chủ nhân rất là giữ gìn, cho nên là tất cả phần thùng nó không có một cái sự bả, và không có một cái sự lồi lõm nào cả. Đấy, và điều đặc biệt hơn nữa, chủ nhân giữ gìn cho nên là và cẩn thận, cho nên là tất cả phần hòm đồ bác ấy cũng lắp luôn phần hòm đồ này. Ở phần hòm đồ này bạn có thể để kích, hoặc là kích lốp, hoặc là những cái dây sạc đấy, dây ba pha ấy, để sạc điện thoải mái. Đấy, bạn khóa nó vào. Và tất cả những cái hệ thống quan trọng hơn, đó là một chiếc xe nó không va chạm, không đâm đụng. Thì đây chia sẻ lại một lần nữa, tuy là một chiếc xe đẹp rồi, nhưng bạn hay lấy chiếc xe này làm tiêu chuẩn để chọn được một chiếc xe tuy ít tiền, nhưng phải đảm bảo một yếu tố quan trọng là không lỗi, không đâm va, và máy chất. Thì điều đầu tiên, không lỗi, không đâm va. Tại sao tôi lại quan trọng điều này đến vậy? Tại vì một chiếc xe mà dưới 100 triệu thì chúng ta phải chọn một chiếc xe mà nó chưa bị đâm va. Và vì sao? Vì một chiếc xe đâm va rồi nó sẽ không đảm bảo kết cấu an toàn của xe nữa. Và hơn thế nữa, khi bạn bán một chiếc xe, mua một chiếc xe đâm va rồi, khi bạn sử dụng cần nâng tải lên một dòng xe khác, sử dụng nâng tải lên một cái dòng xe khác thì bán đi thì rất là khó bán, và thậm chí là không bán được, thậm chí lỗ rất là nhiều. Thì đây, tất cả này, nó có đường đinh bấm này. Đấy, và hai phần tôn ghép lối rất là mỏng, không có một chút gợn bả nào. Thì tất cả cánh cửa này với cánh cửa kia nó như nhau, bạn xem hai cánh nhá, nó đều như thế này, thì tức là một chiếc xe mà nó chưa đâm va một chút nào cả. Và phần quan trọng hơn này, phần nội thất này bạn có thể để ý đây, tất cả phần ghế đã được bọc da. Đấy, ghế bọc da. Và phần bàn thờ táp lô, tất cả những cái tính năng quạt gió, điều hòa, đây điều hòa nhá, đi điều hòa này, đây điều hòa này, đây điều hòa, bật quạt gió lên này, đấy, lập tức là hoạt điều hòa, lốc điều hòa đóng và điều hòa hoạt động, rất là mát luôn, đấy, đấy. Và được xe đã được trang bị luôn là đầu này là đầu cắm USB và thẻ nhớ nhá.
cắm USB vào thẻ nhớ và cổng kết nối AUX nhé, kết nối dây 3.0 3,5 mm vào trong điện thoại của mình nghe nhạc giải trí. Và đây bác ấy độ thêm hai chiếc loa của Sony hàng cổ đấy, Sony hàng cổ, cái quả này đập đập như ở vũ trường luôn, Sony nhá, rất là hiếm đấy. Hàng này hàng cổ nhá đấy. Còn gì nữa nhỉ, mỗi chiếc xe đây, còi này đấy, còi và nội thất này, bạn nhìn nội thất này, một chiếc xe nó khá là sáng, tất cả phần nội thất này đấy, bạn để ý từng con ốc này nó còn vàng ươm luôn đó. Đó, tiếp theo là bạn có thể xem đăng kiểm này, một chiếc xe mà dường như là về chúng ta không cần phải làm gì nữa, từ lốp này cho đến đăng kiểm này. Đấy, tháng 7 năm 2020 cơ, đăng kiểm rất dài. Thì sở hữu những chiếc xe mà không những đẹp rồi mà nó còn đều về cả lốp, kể nội thất và trang trang thiết bị trung tâm giải trí cũng như là đăng kiểm về chúng ta không cần phải làm thêm nữa, thì dường như là chúng ta tiết kiệm rất là nhiều. Đây, luôn đèn đấy, vô cùng là nhiều cái thứ. Đây tiếp theo là máy này, tôi có thể lật máy lên cho các bạn xem. Thì chiếc xe này vừa mới về, tôi chưa có dọn rửa gì cả, và ngày hôm nay mưa cũng như là ở salon thế đẹp mất điện, cho nên là tôi up trực tiếp bằng điện thoại và chưa có dọn rửa gì cả. Tranh thủ này bạn có thể để ý này, đây này, ngay cả phần ghế, cái phần chống chống ồn này nó vẫn còn nguyên và được cẩn thận dán này, chống ồn này, chống nóng này, và máy này bạn nhỉ, máy chưa có dọn rửa gì cả nhưng không có một vết dầu dầu thấm nào ra ngoài luôn, bạn để ý chưa, đấy rất tuyệt vời đấy. Thì ngày mai sẽ có một cái video chi tiết hơn, tôi chia sẻ về cách mà khởi nghiệp với dòng xe, mà đặc biệt là dòng xe mà dưới 100 triệu là như thế nào. Thì bạn có thể theo dõi video này, bấm vào biểu tượng cái chuông và nút đăng ký kênh để trực tiếp theo dõi những video tiếp theo của tôi. Và cũng như là trong clip này, nếu muốn sở hữu chiếc xe này, đây là một clip tôi giới thiệu sản phẩm, cho nên nếu bạn muốn sở hữu chiếc xe này hay tư vấn về một chiếc xe này hay một chiếc xe khác, hãy alo cho tôi ngay tới số điện thoại hiện trên màn hình 0973 950 666 và 097 567 2888. Tôi nhắc lại 0973 950 666 và 0975 672 888. Đây là hai số duy nhất của tổng đài Xế Đèo 88. Và bạn có thể đặt hàng sớm ngày hôm nay để nhận mức giá ưu đãi nhất dành riêng cho bạn mà thôi. Và một lần nữa chúng ta cùng ngắm nhìn lại chiếc Villasuki 2012 với mức giá niêm yết là 95 triệu, có fix mạnh cho anh em nhiệt tình anh em nhé. Tất cả những cái dáng vẻ màu trắng và sơn xi rất là đẹp rồi, rất là bóng, cửa thì khớp khít, không có một chút gọi là xô lệch nào cả, ngay cả lốp, ngay cả gầm, ngay cả sắt xi chưa có một gợn bả ma tít nào đấy. Trang bị được trang bị trung tâm giải trí với hai loa Sony và điều hòa mát lạnh, điều sàn inox cũng như là bạt mới, đăng kiểm dài đến tháng 7 năm 2020. Đó là đôi chút cái thông tin về dòng xe ngày hôm nay mới về. Xin một lần nữa cảm ơn bạn. Chúc bạn là một người mua hàng thông thái nhất và sớm sở hữu em nó, kinh doanh khởi nghiệp bạn nhé. Xin chào.